Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với iCamera.vn, nơi mà chuyên cung cấp các sản phẩm thiết bị quay phim chuyên nghiệp cũng như là nghiệp dư. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách có thể mua hàng nhanh chóng và thuận tiện trên hệ thống bán hàng của iCamera. Nào, hãy cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên, để mua hàng trực tiếp trên website iCamera.vn, bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây. Bước số 1, truy cập vào website, mở trình duyệt web của các bạn và truy cập vào địa chỉ iCamera.vn. Bước số 2, tìm kiếm sản phẩm. Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm hoặc duyệt qua các danh mục sản phẩm để tìm sản phẩm bạn muốn mua. Bước số 3, thêm vào giỏ hàng. Khi đã lựa chọn được sản phẩm ưng ý, nhấp vào nút thêm vào giỏ hàng. Bước số 4, kiểm tra giỏ hàng. Sau khi thêm sản phẩm, nhấp vào biểu tượng giỏ hàng ở trên góc phía bên phải để kiểm tra các sản phẩm đã chọn. Bước số 5, thanh toán. Nhấp vào tiến hành thanh toán, điền đầy đủ thông tin cần thiết và lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp. Cuối cùng, nhấp vào đặt hàng để hoàn tất. Vậy là các bạn đã hoàn thành việc mua hàng qua website iCamera.vn. Còn nếu như các bạn muốn mua hàng qua điện thoại trực tiếp thì sao nào? Chúng ta chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi tới số hotline bán hàng hiển thị ở trên website hoặc tại đây. Nhân viên tư vấn sẽ hỗ trợ bạn có thể lựa chọn được sản phẩm ưng ý và phù hợp. Việc còn lại của các bạn đó là điền thông tin mua hàng. Và sau khi chốt đơn, bạn chỉ cần cung cấp thông tin giao hàng và phương thức thanh toán. Thật tiện lợi khi các bạn có thể nhận được sự tư vấn trực tiếp từ đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp. Và bạn cũng có thể mua hàng qua Zalo một cách nhanh chóng và dễ dàng qua các bước sau đây. Bước số 1, kết bạn Zalo trên website iCamera.vn. Các bạn có thể nhìn thấy biểu tượng Zalo và hãy thêm vào danh bạ Zalo của bạn. Bước số 2, chat và đặt hàng. Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo, cung cấp thông tin sản phẩm mà bạn cần mua. Nhân viên tư vấn sẽ hỗ trợ bạn và hoàn tất đơn hàng. Và chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể mua hàng qua Zalo một cách nhanh chóng và tiện lợi. Ngoài ra, các bạn cũng có thể mua hàng trực tiếp qua kênh chat của website. Để mua hàng qua chat trực tiếp trên website, bạn hãy làm các bước sau đây. Đầu tiên, mở cửa sổ chat. Tại góc dưới cùng bên tay phải của website, bạn nhìn thấy biểu tượng chat, nhấp vào đó để mở cửa sổ chat. Việc các bạn chat trực tiếp trên website giúp các bạn có thể nhanh chóng nhận được phản hồi từ đội ngũ nhân viên bán hàng và các bạn cũng có thể đặt đơn hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi. Và cuối cùng, nếu như các bạn muốn có những trải nghiệm thực tế nhất về sản phẩm cần mua, các bạn có thể qua trực tiếp địa chỉ tầng 3, số 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Tại đây các bạn có thể nhận được những sự tư vấn hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ nhân viên bán hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hướng dẫn của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với chúng tôi qua bất kỳ kênh nào các bạn cảm thấy thuận tiện. Chúc các bạn có những giây phút mua sắm vui vẻ tại iCamera.